Này là con Zippo 1962 xạ bát. 1962 xạ bát bất bột. Đây cọng bất bột của nó này, còn nguyên cọng bất bột ha. Bánh xe sáu chỉ. Cái chốt bánh xe bị thằng cha tay nào á tán. Đó, bị cha tay nào tán, không phải bị em nha, tại về là em về hàng Mỹ mà, trực tiếp. Cho nên là nó thằng cha tay nào đó tán, nó hơi xấu xấu một tí. Đó, cái chốt bánh xe sáu chỉ nha. Bị cha tay nào tán hơi sâu sâu một tí nha. Đó. Đây, tình trạng có hơi cấn ngay chỗ này một chút xíu nè, đây ngay góc này nè, cấn một chút xíu ngay chỗ này ha. Còn lại không có gì để nói, xà bát ha. Chữ xéo mặt ngược. Con này 1962 6X ha. Ẻm già rồi. 1962 chữ xéo mặt ngược, vỏ ruột rùng năm nha. Ôi trời, trời nó bóp, con này nó bóp dữ vậy trời. Bóp vậy nên nó đỡ hao xăng lắm nè. Nè, vỏ ruột trùng năm nha. Con này vỏ ruột trùng năm nha anh. 1962 ha. Vỏ ruột trùng năm ha. Một cái ruột này không mấy trăm ngàn, gần 1 triệu bạc cái ruột này. Vỏ ruột trùng năm nha anh. Đó. Giúp xưa ha. 962.